Mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu cữ dùng tông đơ điện hoặc dùng tông đơ pin của bên mình. Đây là cữ 1,5 mm rất là mỏng. Dày hơn một chút là cữ 3 mm. Còn đây là cữ 6 mm. Dày nhất có lẽ là cữ 13 mm và cữ 10 mm. Hai cữ này rất là dày. Còn bộ cữ đen này thì cữ mỏng nhất của nó là 3 mm nhé các bạn nhé. Cữ này thì bên trong nó có gá thép rất là chắc chắn. Mà khi lắp thì các bạn lắp ngang nhé. Hai cái gá thép nó cố định hai bên này rất là chắc. Cữ này theo mình thấy thì nó là cữ 3 mm nhưng mà nó sẽ mỏng hơn rất nhiều các loại cữ 3 mm của nhiều tông đơ khác nhé. Các bạn có thể thấy độ mỏng của nó. Bộ này thì nó có 3, 6, 9 và 12 mm. Các bộ cữ này của mình thì đa phần là nó vừa các tông, như là tông tông pin loại này thì vừa này, hoặc là nó chỉ vừa những cái loại tông pin nó giống tông điện, nó có lưỡi giống tông điện như cái loại này, hoặc là nó vừa những cái loại tông như tông cho ba, tông IBL, tông oan của Trung Quốc thì là nó vừa, chứ nó không thể vừa các loại tông pin như tông này. Các bạn mà dùng cái cữ này để mà lắp vào cái tông pin này thì là không vừa đâu nhá, không lắp được các bạn ạ. Ngoài sản phẩm cữ này ra thì bên mình còn có rất nhiều các sản phẩm về tông đơ kéo lược, các sản phẩm về barber shop. Các bạn quan tâm đến sản phẩm, các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 09666 25755 hoặc Facebook Thợ làm tóc chuyên nghiệp. Các bạn cũng có thể ấn đăng ký video kênh YouTube của mình và ấn biểu tượng cái chuông để theo dõi nhiều các sản phẩm mình đăng từ trước, hoặc là những sản phẩm mình sẽ đăng về sau. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Chào tất cả các bạn.